Nên là bánh tráng trộn 20.000 bịch. Ủa có hồ không con nữa quá trời hương à. Bịch thịt của ai nó ăn mày? Nếp ăn ăn không ba mẹ. Bên lô bờ anh chồng á. Anh cha luôn con nha. Cha cha, con cha luôn con. Ngon không vậy? Hả? Ngon nhẹ. Ngon bọt. Nhận nhau nha mọi người. Em mình để cho chả ăn. Ủa có hố gà nè. Hố gà đấy, hố màu vàng nha mấy ăn đây. Bánh tráng trộn 20.000 bịch gồm có nửa trứng vịt và một cái trứng cút. Mấy cái ngon lắm mấy nha mọi người. Mỡ siêu giòn. Cũng gà nó hả? Thank you.